Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Hôm nay thì em đưa lên kênh một sản phẩm giá rất là rẻ, rất là hấp dẫn. Tuy rằng tiền ít nhưng mà thịt lại rất là thơm. Thứ nhất là con này hình thức rất là mới. Thứ hai chất âm rất là hay. Và ngoài ra thì có thể cắm trực tiếp điện 220V được. Rất là đa dụng. Con này nó là Sanio U4 SS. Con này có thể nói rằng là một trong những con có chất âm rất khủng khiếp. Nó sử dụng một số công nghệ của Sort và một số công nghệ AFSS này cho ra chất âm rất hay. Loa nó là loa toàn giải rộng. Tuy rằng bé thôi nhưng mà nhỏ nhưng nhỏ có võ. Sau đây thì em sẽ tiến hành đo kích thước của chiếc đài. Bác nào quan tâm thì liên hệ ngay để sở hữu. Giá công khai sản phẩm trên có mức giá là 3.200.000 đồng. Giá trên là chưa có phí ship. Các bác mua hàng được tặng một cuốn băng để test đài, có kèm cả nguồn 9V để cắm trực tiếp điện 220V và có cả một cái dây line in để các bác có thể cắm để nghe điện thoại. Đấy, em sẽ đo kích thước sau đó sẽ quay hình thức của chiếc đài cho các bác. Chiều ngang của chiếc đài là 43cm. Chiều cao của chiếc đài là 13cm, nếu tính chiều cao cả quai là 18cm. Đấy. Trọng lượng chiếc đài là 3.5kg. Đấy. Sở hữu một cửa băng. Ngoài ra thì radio có hai giải tần số và FM full 108. Có đường kết nối điện thoại từ ngoài vào. Và sau đây thì em sẽ quay hình thức của chiếc đài để các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ nhé. Đài rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây ạ. Con này có mệnh danh là một viên ngọc đen đấy ạ. Còn hãng đấy ạ. Đây. Các bác nhìn cái viền loa nó mới kính cong luôn. Đấy. Đài này là đài cũ, sản xuất từ những năm 80. Vì thế nên là các bác mua hàng là phải lưu ý rõ. Có rất nhiều bác hỏi là đài mới sản xuất à. Thực ra thì em chỉ buôn đài Nhật, đài Pháp, đài của Đức, của Anh. Và đài này là đều là sản xuất từ những năm 80. Chứ không có mua buôn đài của Trung Quốc. Đấy. Vì thế các bác là cũng nói để các bác hiểu rõ luôn. Quay sách bác nhìn mới kính con này, là rất mới nhá. Đấy. Rất chi là mới như này. Đấy, xoay kêu được luôn. Ở đây thì nó có một cái cổng các bác này cắm cái dây 9V này. Đây ạ, cắm vào đây. Đấy. Ngoài ra có cổng cắm line ở đây và có cả cắm cổng tai nghe jack 3.5. Đây là phía sau của chiếc đài. Các bác nhìn bóng nhoáng, mới bóng nhoáng luôn. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp nhá. Đấy. Bác nào mua là phải liên hệ ngay, bởi vì nhiều bác là cứ xem video xong là không chịu gọi điện mà chỉ nhắn tin ở trên Zalo cho em đến lúc mà sản phẩm bán mất rồi là ship xoa. Và bác nào lần đầu tiên xem kênh của Thế Giới Đài thì hãy ấn đăng ký để không bỏ lỡ nhiều video kế tiếp. Bên em đăng tải video vào lúc 8 giờ tối tất cả các ngày trong tuần và các sản phẩm đăng tải hoàn toàn không trùng nhau. Và bên em có giao hàng toàn quốc, ship code, các bác nhận hàng kiểm tra ok trả tiền, không phải cọc tiền trước, kể cả sản phẩm đắt tiền. Đấy. Sản phẩm bán đồ cũ nhưng có bảo hành. Và bây giờ thì em sẽ chuyển sang phần test tính năng của nó để các bác cùng thẩm âm nhá. Con này nhỏ nhưng có võ đấy ạ. Sau đây thì em sẽ mời toàn thể các bác thẩm âm chất âm của chiếc đài Sanio U4SS này nhá. Con này nhỏ thôi nhưng mà chất âm của nó thì vô cùng khủng khiếp. Nó có những cái thứ nhất là loa toàn giải rộng. Ngoài ra thì đầu từ là đầu từ metal chống mòn. Và chất âm nó sử dụng một số những công nghệ mà có công nghệ mà add absorb này. Tiếng của nó rất là hay. Khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngã nghiêng men rượu say mềm, tuổi thơ đi hoang nhìn đêm chốn ngủ phần ba túi đời hoang phế sau lưng. Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi đôi diễn đây rồi. Từng đêm quê hương đàn bay súng nổ, hoa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị. Ngày nào đó tôi còn em ánh sáng khi đôi
ánh mắt dài nay trả lại cho người thành phố sau lưng ngôi ngõ siêu nồng dày số tôi đi hàng trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm to mặt thành phố ngả nghiêng đen dịu xanh lèm tuổi thơ đi hoang nhìn đêm chốn ngủ phần ba túi đời hoang phế sau lưng nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi đôi tiếng đây từng đêm quê hương đàn bay súng nổ hòa châu sáng tỏ những khuôn mặt yêu phố thị ngày nào cho tôi còn thèm ánh sáng kinh đô thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ cùng ngàn ánh mắt dài nay trả lại cho người thành phố sau lưng môi ngõ siêu nồng dày số tôi đi hàng trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thủ ngày đêm to mặt dày số tôi đi hàng trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thủ ngày đêm to mặt dày số tôi đi hàng trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thủ ngày đêm to mặt dày số tôi đi hàng trên lá cỏ đồn xa chân quân thủ ngày to mặt dày số tôi đi. Rồi sẽ chuyển sang tính năng test radio cho các bác nhá. Phần radio thì ở đây nó có cái phím chức năng ở đây, các bác chỉ cần gạt vào giữa này. Tân và trăng đêm đêm qua đêm hằng hoài vọng biển và trăng ngày ngày lại ngày trong thương nhớ nhớ đến cồn cao nhớ đến bạc đầu nhớ khuyết lại tròn nhớ mơ lại to đôi ta yêu nhau một đời xa cách như biển và trăng một trời thương nhớ sao chẳng hơn nhau đêm cứ đêm đi cho trăng về biển và ngày quá để biển với trăng cho nhau ngọt ngào cho nhau mặn mòi cho nhau tình đời mà thấp điểm cúm rồi ngã xuống đất và ngất đi số là Khô Đôn Phơ
sau khi suy nghĩ chán, quyết định đi Huon. Nhưng từ đây đến Boche không có đường nào khác ngoài Yonville, nên y đành phải đi qua làng. Và Emma đã nhận ra y qua ánh đèn lồng cắt bóng chiều hôm như tia chớp. Tay dược sĩ nghe thấy tiếng ồn ào ù té chạy sang. Chiếc bàn vực danh nổi tiếng mà, tức là khi mà đeo cái cánh này đó là mình sẽ được đi qua nước. Ở cuộc không phải là ở đâu. Quốc và dân có nhiều sáng kiến góp phần và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị. Là thuyền trưởng tàu 851, hải đội 341, lữ đoàn 161, nhiệm vụ. Đến ta mơ trong mơ, nghe hồn bay vu vơ, nghe trường xưa thấy lá hoang sơ. Con sông xưa trôi về theo cơn mưa, quanh chốn xưa ươm nắng mơ màng. Sẽ nhớ mãi bao ngày tháng thơ ngây, ghi tâm lòng thơm trang giấy mơ. Nó là FM Football 08, bắt được tất cả các đài của Việt Nam và tiếng rất là rõ, trong, nét. Và sản phẩm trên có mức giá là 3.200.000 đồng. Giá trên là chưa có phí ship. Bác nào quan tâm đến sản phẩm trên thì có thể liên hệ để sở hữu. Con này độ mới rất là cao. Và đặc biệt là con này có thể cắm trực tiếp điện 220V thông qua cái adapter ngoài 9V. Rất là tiện, dụng. Đấy, sản phẩm trên bán được bảo hành 3 tháng. Các bác được tặng một cuốn băng để test đài. Và ngoài ra bên em có ship code toàn quốc. Các bác có nhận hàng kiểm tra ok tất cả tính năng giống như em test đây, sau đó thanh toán tiền cho bưu điện, hoặc là em có thể gửi bằng cho các bác bằng đường xe ghép nếu ở bán kính Hà Nội khoảng tầm 150 cây đến 200 km. Thế giới đài xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài Sanyo U4S đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại thầy các bác ở các video tiếp theo.